Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Lịch sử ý nghĩa ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Kính thưa quý vị, câu ca dao đậm đà tình nghĩa đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, đền Hùng, nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước, luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm, quy tụ và gắn bó với dân tộc Việt Nam. Và dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, cứ đến ngày Dỗ Tổ là hàng triệu người con mang dòng máu Việt cùng nhau hành hương hoặc hướng về đất Tổ, thắp nén tâm hương, nhớ về nguồn cội, tri ân Tổ tiên với lòng thành kính. Trên thế giới, nhiều quốc gia cũng có nghi lễ thờ cúng Tổ tiên, thờ nhân vật khai sáng dân tộc. Song hiếm có dân tộc nào trên hành tinh này mà người dân sinh sống trên mọi miền Tổ quốc cũng như kiều bào đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài, cùng hướng về một ngày quốc Tổ, chung một cội rễ như dân tộc Việt Nam. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương hay lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ của Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc Kinh, tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Lễ được tổ chức hàng năm vào mùng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 1. Nguồn gốc của lễ Dỗ Tổ. Truyền thuyết kể rằng tổ phụ Lạc Long Quân lấy tổ mẫu Âu Cơ sinh ra 100 con, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi và con cả được truyền ngôi lấy hiệu là Hùng Vương. Thường thường nói đến Dỗ Tổ là nói đến Dỗ Tổ Hùng Vương, nhưng niên hiệu lập quốc là năm 2879 trước công nguyên, thời Kinh Dương Vương, người sáng lập ra họ Hồng Bàng. Kinh Dương Vương lấy Long Nữ, sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh ra Hùng Vương. Hùng Vương là cháu đích tôn của Kinh Dương Vương. Dỗ Tổ vì vậy phải là Dỗ Tổ Kinh Dương Vương. Trong thời khai quốc, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương đều là những tổ phụ quan trọng của nòi giống Lạc Hồng. Dỗ Tổ vì thế nên cũng nhớ đến các tổ phụ, tổ mẫu thời khai quốc, không nên chỉ nhớ đến Hùng Vương không mà thôi. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương xuất hiện từ khi nào? Theo những tài liệu còn lưu lại, hình thức sơ khai của ngày Dỗ Tổ đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử, cách đây hơn 2.000 năm. Dưới thời Thục Phán An Dương Vương, cột đá thề đã được dựng trên núi Nghĩa Lĩnh, ghi rõ: nguyện có trời lồng lộng chứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu Tổ Hùng Vương. Xin đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại. Nếu nhạt hẹn, sai thề sẽ bị gió răng, búa dập. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, nhiều vị vua có tên tuổi của các triều đại phong kiến Việt Nam ngay từ khi lên ngôi đã từng bước xác lập ngọc phả về thời Đại Hùng Vương, khẳng định vai trò to lớn của các vua Hùng đối với non sông, đất nước. Từ xa xưa, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Bản Ngọc Phả viết thời Trần năm 1470, đời vua Lê Thánh Tông và đời vua Lê Kính Tông năm 1601, sao chép đóng dấu kiềm để thầy Đền Hùng nói rằng: từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất siêu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi. Như vậy có thể hiểu, từ thời Hậu Lê trở về trước, các triều đại đều quản lý đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại, trông nom, sửa chữa, cúng bái, làm Dỗ Tổ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Bù lại, họ được miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, miễn đóng siêu, miễn đi phu, đi lính. Đến thời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ hai 1917, Tuần Phủ Phú Thọ Lê Trung Ngọc đã trình bộ lễ định ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày quốc lễ, quốc dỗ. Điều này được tấm bia Hùng Vương tử khảo do tham tri Bùi Ngọc Hoàn, Tuần Phủ tỉnh Phú Thọ, lập Nam Bảo Đại thứ 15, 1940, cũng đang đặt ở đền thượng trên núi Hùng, xác nhận.
Trước đây, ngày quốc tế lấy vào mùa thu làm định kỳ. Đến năm Khải Định thứ hai, dương lịch là năm 1917, tuần phủ Phú Thọ là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ lễ ấn định ngày 10 tháng 3 hàng năm làm ngày quốc tế, tức trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương đời thứ 18 một ngày. Còn ngày giỗ 11 tháng 3 do dân sở tại làm lễ. Kể từ đây, ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được chính thức hóa bằng luật pháp. Sau cách mạng tháng 8 1945, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm tới đền Hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã về thăm viếng tại đây. Kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo đức uống nước nhớ nguồn, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh của Chủ tịch nước số 22 ngày 18 tháng 2 năm 1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương hướng về cội nguồn dân tộc. Trong ngày giỗ Tổ năm Bính Tuất 1946, năm đầu tiên của chính phủ mới được thành lập, cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền chủ tịch nước đã dâng một tấm bản đồ Tổ quốc Việt Nam và một thanh gươm quý nhằm cáo với tổ tiên về đất nước bị xâm lăng và cầu mong tổ tiên phù hộ cho quốc thái, dân an, thiên hạ thái bình, cùng nhau đoàn kết, đánh tan giặc xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có hai lần về thăm đền Hùng, 19 tháng 9 năm 1954 và 19 tháng 8 năm 1962. Tại đây, người đã có câu nói bất hủ: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Người còn nhắc, phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan. 2. Ngày giỗ Tổ là ngày gì? Theo truyền thuyết thì có 18 đời vua Hùng. Một đời vua là một triều đại. Truyền thuyết ghi 18 đời Hùng Vương có tổng cộng 180 vua. Nhưng tại sao chọn ngày giỗ vua Tổ là ngày trọng đại, coi như ngày khai sinh đất nước, mà không chọn ngày sinh hay ngày lên ngôi của ngài? Như vậy, nghĩa là ngày giỗ của vua Tổ chính là ngày lên ngôi của vua đầu khai sáng triều đại. Tương tự, quốc gia của người họ Hùng cũng thế. Trước khi trở thành một vương quốc, bao giờ cũng có thời lập quốc. Ngày kết thúc thời lập quốc cũng chính là ngày bắt đầu của thời vương quốc. Cả thời gian lập quốc được người Việt siêu nhân hóa thành thời trị vì của vua Tổ. Ngày vua Tổ mất chính là ngày lên ngôi của vua đầu tiên, tức mốc thời gian bắt đầu của quốc gia dân tộc hay là ngày khởi đầu của lịch sử quốc gia. Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là thủy tổ người Việt, cha mẹ của các vua Hùng. Lễ hội đền Hùng còn được gọi là ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó hàng tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa dân gian và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với lễ rước kiệu và dâng hương tại đền Thượng. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm là ngày hội chung của toàn dân, ngày mà mọi trái tim dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp. Mọi cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng. Trong ngày này, nhân dân cả nước còn có điều kiện để tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể hiện lòng thành kính tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước. 3. Ý nghĩa của ngày 10 tháng 3. Tại sao tiền nhân lại chọn ngày 10 tháng 3 chứ không phải là một ngày khác? Theo dịch học, số 3 trong tháng 3 giỗ Tổ là số của địa chỉ, số 10 trong ngày 10 là số của thiên can. Tháng 3 âm lịch là tháng Thìn theo lịch nhà Hạ. Thìn là con rồng, Hoa ngữ đọc là lung, âm Hán Việt là long. Lung và long là đồng âm của lang. Chính vì điều này, con rồng được dùng tượng trưng cho vua. 5 là số chung cung của Hà, Lạc, nơi điều hòa ngũ hành nên được dùng chỉ thủ lãnh, vua, người cầm đầu. Trong tiếng Việt, 5 hay lăm tức là lang. Trong ngôn ngữ Thái và Mường hiện nay, từ lang cũng có nghĩa là thủ lãnh, người cầm đầu. Tóm lại, ý nghĩa của số 3, thìn, chính là lang, là vua. Số 10 là can kỷ, đi hết một vòng, trở về khởi đầu là kỷ. Nên ngày kỷ cũng là kỷ, ngày kỷ
tức là ngày giỗ. Số 10 và số 3 căn cứ trên hai hệ can chi, theo dịch học họ Hùng giải mã ra là Kỵ Long, ý tứ rất rõ ràng, nghĩa là ngày giỗ vua. Vua ở đây là vua Tổ như đã trình bày ở trên. Ngày giỗ của vua Tổ cũng chính là ngày lên ngôi của vua đầu tiên, ngày khởi đầu của vương triều thứ nhất, ngày bắt đầu của lịch sử quốc gia. Năm 1995, ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm. Ngành Văn hóa Thông tin, Thể thao phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức lễ hội trong thời gian 10 ngày, từ mùng 1 tháng 3 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tại Nghị định số 82 năm 2001 NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2001 về nghi lễ nhà nước, trong đó có nội dung quy định cụ thể về quy mô tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương, cụ thể như sau. Năm Chẵn là số năm kỷ niệm, có chữ số cuối cùng là 0. Bộ Văn hóa, Thông tin và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dâng hương. Năm Tròn là số năm kỷ niệm, có chữ số cuối cùng là 5. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dâng hương. Năm Lẻ là số năm kỷ niệm, có các chữ số cuối cùng còn lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội, mời lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thông tin dự lễ dâng hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội. Ngày 2 tháng 4 năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Kể từ đây, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn, quốc lễ, mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc. Cứ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, người người chảy hội đến với đền Hùng, tìm về nguồn cội của mình. Lễ hội là dịp để con lạc cháu hồng hành hương về nơi đã sinh ra dân tộc Việt Nam anh hùng, một dân tộc chưa biết cúi đầu khuất phục bất kỳ một tên giặc ngoại xâm nào, kể cả những tên hùng mạnh nhất trên thế giới như Pháp và Mỹ. Đây không chỉ thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam, mà còn trở thành niềm kiêu hãnh đối với các dân tộc đã đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, bạn bè khắp Nam Châu cảm phục, kính nể dân tộc Việt Nam anh hùng. Có thể nói ngày 10 tháng 3 hàng năm là ngày duy nhất có được của toàn thể người Việt mà sự hân hoan tự nhiên phát ra từ đáy lòng, là ngày giờ linh thiêng khiến giữa tất cả người Việt với nhau thực sự không có sự ngăn cách nào dù mong manh nhất. Không chỉ người Việt chúng ta tự hào về đền Hùng mà tìm vào những dòng lưu bút của các đoàn đại biểu quốc tế và bạn bè khắp Nam Châu, bốn biển từng đến thăm viếng đền Hùng, chúng ta thật sự xúc động khi được biết đền Hùng và các di tích trên nghĩa lĩnh đã làm cho cả thế giới phải cúi đầu vị nể ý thức cội nguồn dân tộc của chúng ta. Nhiều dòng lưu bút thừa nhận, đền Hùng là nơi đặt nền móng cho lịch sử Việt Nam. Đền Hùng là một di tích vô giá của nhân dân Việt Nam. Đây là biểu tượng của tổ tiên dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã có truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm. Trong hồ sơ để trình UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa thế giới, đã nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, theo tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia UNESCO, tín ngưỡng thờ Hùng Vương đã đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất trong 5 tiêu chí, đó là di sản có giá trị nổi bật mang tính toàn cầu, khích lệ ý thức chung của mọi dân tộc trong việc thúc đẩy giá trị đó. Vì vậy, ngày 6 tháng 12 năm 2012, UNESCO đã chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng còn là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước,
kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.